bà con ạ. Tuy nó màu đói nhưng mà trong hạt thì màu đen á, có khi xanh đó tím vàng luôn. Anh em chị em cô bác đừng xa, nhớ xuống Đắk Nông nha. Cà phê rất là đẹp, không đẹp thì tươi, uống vào rất là ngon. Nói nhắc lại lần nữa này, cà phê Đắk Nông rất là ngon đó các bạn ạ. Không phải giống như cà phê miền Bắc đâu, vì nó ấm sồm à. Thế thôi mình nói vậy rồi. ăn ngon, phát anh phát ăn thầy đúng không? Cái này anh chia cái này nô, ăn mình phát.